Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên về rất nhiều máy móc cho cô bác anh chị mình. Ấy, bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Và đặc biệt thì ngày hôm nay em có về 10 con bu lông Hitachi này, và em sẽ sale rẻ cho cô bác anh chị mình. Chỉ duy nhất 10 con cho cô bác anh chị mình nhá. Đấy, chỉ duy nhất 10 con này. Đấy, em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 580.000 thôi. 580.000 với cái dòng bu lông Hitachi các bác nhá. Hàng này là hàng không chổi than. Đấy, hàng không chổi than cô bác anh chị mình này. Đấy, đầu bu lông, đầu 2 trong 1 các bác nhá. Đấy, ok chưa? 580.000 sẽ có đi kèm là hai pin, một sạc và một thân máy các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Pin 5 cell cô bác anh chị mình nhá. Đây, em có về một cái lô pin này. Đấy, pin 5 cell đủ luôn. Đấy, giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 120.000 các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Rìu sói này. Đây. Rìu sói các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nhá. Rìu sói thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi cô bác anh chị mình. 250.000 này, em quay từng chi tiết một cho cô bác anh chị mình xem này. Đấy. 250.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình chống thấm cô bác anh chị mình nhá. Đấy, một chai như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình. Bác nào bị tôn dột hay là tường nứt hay là gì thì các bác có thể sắm ngay cái lọ này về xịt vào cho em này. Đấy, giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Quả bầu quả bí này, cái này thì cô bác anh chị mình có thể về treo vào cành đào cành mai cho em nhá, cực kỳ tiện lợi luôn. Mà hôm nay thì em bán nguyên set như thế này mà nó có tận 30 cái các bác nhá, mà giá cực kỳ rẻ luôn các bác anh chị mình. Đấy, 30 cái này, này 30 cái bầu bí các bác về treo vào cành đào Tết này. Đấy. Giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 55.000 thôi đấy, mà có tận 30 cái luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi qua tiếp này, cái này thì màu ngẫu nhiên thôi các bác nhá. Màu này là màu ngẫu nhiên này. Đấy, màu ngẫu nhiên, cái này thì các bác không có chọn được rồi. Đấy. Cái này thì em lấy trúng cái nào thì cô bác anh chị mình lấy cái đấy nhá các bác nhá. Và một cái set như thế này là có 6 cái các bác này. Một set như thế này là có tận 6 cái luôn. Đấy, các bác có thể về treo ở cành đào cành mai cho em. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Đấy, nó có kèm thêm cái chữ vạn sự như ý này, phúc lộc thọ này. Đấy, nói chung là nó ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy, ông thần tài này. Đấy, tấn lộc tấn phát này đấy. Cái này thì bên em Nhiên sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 35.000 có tận 6 cái các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đây, đèn lồng này thì các bác về từ xếp các bác nhá. À, từ mở ra các bác gấp treo lên các bác này. Và bên em có hai size, một size là 12 cm này, một size là 12 cm, và trong này là sẽ có là 20 cái luôn các bác. Đấy, trong này là sẽ có 20 cái. Khi các bác mua về thì các bác dán lên cho em sẽ nó ra hình thù như thế này các bác nhá. Và các bác treo ở sân vườn, nhà cửa hoặc là cây này. Đấy, rất cực kỳ đẹp luôn các bác này. Đấy, giá chỉ có là 45.000 sẽ có 20 cái. Đấy, có 20 cái luôn các bác nhá. Đấy, size này là size size 12, nhỏ như thế này. Đây, nhỏ như thế này các bác nhá. Đấy, em có cầm lên cho cô bác anh chị mình xem size nhỏ này. Còn nếu như bác nào mà lấy size lớn này, đây size lớn đây các bác nhá. Đây là size lớn này. Này, size lớn này thì 10 cái các bác nhá. Size lớn này là 10 cái các bác này. Này, size lớn này là 10 cái. Và 10 cái này thì bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, 10 cái thì giá là 50.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình bên này này. Đây, đợt này em có về một cái lô tất này. Này, em về một cái lô tất này cho cô bác anh chị mình. Tất này thì các bác mua về cho các con mình mang các bác nhá. Và một bịch như thế này là sẽ có 10 đôi. Đấy, và 10 đôi tất như thế này sẽ có màu ngẫu nhiên như thế này, rất nhiều màu luôn. Đấy. Xanh đỏ tím vàng gì cũng có luôn các bác nhá. Và 10 đôi như thế này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, các bác có thể mua về cho con em mình mang để đi học các bác nhá. Hoặc là mùa đông Tết đến thì có thể sắm ngay xem những cái đôi này để cho con cái mình mang các bác này. Đấy, giá là cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, giá chỉ có là 50.000 10 đôi các bác nhá. Đấy, ok chưa ạ? Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Thắt lưng các bác nhá. Thắt lưng này thì giá chỉ có là 70.000 một cái thắt lưng thôi các bác này. Đấy. Thắt lưng này giá là chỉ có là 70.000 thôi.
Rồi Tết đến rồi thì cô bác anh chị mình nên thay thảm đi cô bác anh chị mình nhá. Về lau chân cho nó sạch sẽ các bác này. Đấy, màu mè thì cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt cái thảm này thì có chống trượt ở dưới này luôn các bác này. Đây, có chống trượt ở phía dưới này này. Và đợt này thì bên em sẽ sale rẻ cho cô bác anh chị mình 5 tấm như thế này với giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. Cái này thì các bác không chọn màu các bác nhá. Cái này thì lấy màu ngẫu nhiên này. Đấy, màu ngẫu nhiên này, rất nhiều hình thù rất đẹp luôn. Đấy, màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy, 5 cái giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, nồi lẩu, nồi hấp dành cho cả gia đình mình ăn. Đấy, ở dưới thì ăn lẩu mà trên thì hấp bánh, hấp hấp cái gì các bác hấp nhá. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi cô bác anh chị mình. 220.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Qua bên này cho cô bác anh chị mình bếp điện các bác này. Đấy, bếp điện các bác. Cái này thì các bác nấu cho em tất cả các loại nồi luôn. Đấy, công suất của nó là 1.000W các bác nhá. Đấy, xài điện cực kỳ gọn nhẹ luôn. Các bác có thể mua về nấu ở trong nhà hàng hoặc là trong phòng trọ hoặc là đấy, mỗi lần mà ăn lẩu hay là có tám tiệc gì các bác có thể sử dụng cho em. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 không kén nồi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, khổ ga các bác nhá. Khổ ga thì bên em có hai loại các bác đây. Đây, loại này thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy loại nhiều tiền hơn ấy thì loại này là 63.000 các bác nhá. Đấy, khổ ga bên em là có hai loại như thế này. Rửa xe pin các bác nhá, rửa xe pin này. Đây. Rửa xe pin, cái này là đầu này, các đầu bét và đầu súng để nối dài này. Đây. Đầu bét và đầu súng để nối này và dây này. Và một cái sạc kèm theo một viên pin nhỏ các bác nha. Đấy, rửa xe pin bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 260.000 thôi. 260.000 các bác nha, quá rẻ luôn. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này. Bộ dâu búc này, đây, bộ dâu búc các bác nha. Bộ dâu búc này, đấy, cái này thì có 3 cái dao, một cái cày và một cái khuôn để mình đúc trứng. Đấy, là thành 5 chi tiết các bác nha. Bộ dâu búc 5 chi tiết này. Giá bên em đang bán với giá là 55.000 một bộ thôi. Chuyển tiếp qua đây này các bác này. Đây, chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình keo dán tôn chống dột các bác nhá. Keo dán tôn chống dột này bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 20.000 các bác nhá. Cái này là bản 5 sen. Đấy, bản 5 sen các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi qua bên này các bác. Đây là dây đổi nguồn từ điện 220 chuyển sang điện 110V. Đấy, cái này thì chỉ sử dụng cho máy khoan thôi các bác nhá. Máy khoan, máy mài, máy xay sinh tố. Miễn là cái máy nào mà không có cái mạch điện tử là các bác xài được các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây, kéo cắt cành của Nhật các bác nhá. Kéo cắt cành của Nhật này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một kéo thôi các bác nhá. 50.000 một kéo thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. 50.000 một kéo này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi qua tiếp ở đây cho cô bác anh chị nào có nhu cầu mua chì hàn các bác nhá. Chì hàn này, đấy, chì hàn thì bên em đang bán là 40.000 một cuộn 100g các bác nhá. 40.000 một cuộn này. Đấy, còn đây là mỏ hàn chì này, 100W các bác. Đấy, mỏ hàn chì 100W giá cũng là 40.000 luôn. Đấy, thanh lý cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Rồi chuyển tiếp qua đây cho cô bác anh chị mình. Đấy, Tết đến rồi này. Đấy, bác nào mà nhu cầu muốn ăn lẩu một mình này hoặc là muốn hấp này. Đấy, cái này là nồi lẩu, nồi hấp dành cho một người ăn. Đấy, giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. 95.000 cái nồi lẩu, nồi hấp một người ăn này cho các bác nhá. Đấy, 95.000 này. Rồi qua đây cho cô bác anh chị mình, đèn pin cầm tay siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, có chế độ hiển thị pin ở đây luôn các bác này. Này, hiển thị pin. Và khi các bác muốn sạc thì các bác sạc ở đây các bác nhá. Đấy. Đèn này cực kỳ sáng luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. 75.000 thôi, tay cầm chắc chắn. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn các bác. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nhá. Lô tô để các bác về phục vụ Tết này. Đây. Đấy, đây lô tô các bác nhá. Đấy, bác nào mà mua về cho con cái mình chơi thì các bác có thể sắm ngay xem cái bộ lô tô này. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, một bộ như thế này giá 90.000 nhá. Đi kèm là sẽ có như thế này cô bác anh chị mình nhá. Đấy, các bác muốn chơi lô tô ngày Tết thì các bác có thể mua về chơi này. Đấy, giá chỉ có là 90.000 một hộp như thế này thôi. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cưa xích các bác này, bộ hai pin, một sạc và một thân máy này. Đây, lam của nó đây các bác nhá. Đây, lam của nó là tầm 4 inch. Lam tầm 4 inch các bác nhá. Đây. Đấy, các bác còn
muốn cưa cây hay là cưa ván thì các bác có thể mua loại này về xài cho em. Đấy, giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nha. 350.000. Cào làm vườn đây cô bác anh chị mình, giá bên em đang bán với giá là 15.000 một cái các bác nhá. 15.000 một cái này. Tiếp cho cô bác anh chị mình này, cân tiểu ly này thì bên em về hai dòng này, một dòng bé và một dòng lớn này. Một dòng lớn thì cân 10 kg, mà dòng bé thì cân 5 kg các bác nhá. Đấy, dòng bé thì là giá là 50.000, còn dòng lớn này thì giá là 70.000 cô bác anh chị mình nhá. Máy hàn mic không khí cô bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng cô bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 kg cho cô bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này. Đấy, thì sẽ có dây hàn, kìm hàn, kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa? Rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này, súng mic này. Đây, ok chưa? Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nhá. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái dòng quạt hu can cô bác anh chị mình. Cái này thì mình vừa xài pin này, vừa xài điện các bác nhá. Đấy, đây là xài pin này, bác nào mà sử dụng chân pin phổ thông này thì cô bác anh chị mình có thể xài cái máy này các bác nhá. Đấy, bộ đi kèm là sẽ có là một mã thân máy này. Em sẽ bỏ thêm cho cô bác anh chị một cục pin này, kèm theo một cái sạc như thế này. Đấy, cái này thì mình vừa cắm điện vào quạt và mình có thể sạc được cả pin luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện và sử dụng các bác nha. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình một cái túi này, một cái túi để đựng quạt luôn để các bác có thể đi du lịch mọi nơi cho em. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà ở nhà mà có trẻ nhỏ hay bỏ dưới chân giường này, hoặc là đi du lịch picnic này, hoặc là mình đi nằm viện như thế nào đấy thì cô bác anh chị mình có thể mua cái dòng quạt này. Cái này thì mình có thể xoay lên xoay xuống được này, hoặc là các bác có thể ngoắc lên cửa sổ cũng ok này, có móc đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000. và bây giờ thì em sẽ cắm cho cô bác anh chị mình xem này. Đây, đây là cái lỗ để cho cô bác anh chị mình cắm điện trực tiếp nhá. Đấy, nếu như bác nào mà không thích xài pin mà muốn cắm điện trực tiếp thì cô bác anh chị mình có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Và bây giờ em bật quạt này. Đấy, có cái tay nắm để xách luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì có cấp độ số để cho mình bật. Đấy, thích muốn mạnh nhẹ gì các bác có thể bật ở đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn nhá. Còn nếu như bác nào mà không thích xài điện này, đấy, không thích xài điện thì mình xài pin các bác nhá. Đây, bên em sẽ kèm theo cho cô bác anh chị một viên pin như thế này. Đấy, cực kỳ tiện này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. 860.000. Khi các bác xài xong này, khi các bác xài xong mà các bác muốn sạc thì các bác cũng có thể sạc trực tiếp ở đây luôn cho em này. Đấy, ok chưa? 860.000 thôi các bác anh chị mình. Nhanh tay các bác nhá, số lượng còn 5 cái nữa thôi các bác nhá. Kéo cắt tỉa hàng rào cô bác anh chị mình. Đấy, kéo cắt tỉa hàng rào các bác nhá. Cái này thì mình thu ngắn thu dài đều được này, này ngắn dài nha các bác nhá. Giá là 110.000, kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nhá. Kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật này, giá là 110.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình máy rửa xe pin DeWatt các bác nhá. Đấy, đi kèm là sẽ có là hai pin lớn các bác này, hai pin lớn này. Một sạc lớn này, đấy, kèm theo hai đầu súng này các bác nhá. Các bác muốn thay thế đầu súng nào cũng được các bác nhá. Đi kèm là dây này. Lọc rác này. Đấy, và đây là máy này. Đấy, rất ok luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Giá chỉ có là 980.000 thôi cô bác anh chị mình nhé. 980.000 này. Đấy, các bác chỉ cần ấn vào là thay cái đầu này ra cho em này. Các bác rửa xe ô tô thì các bác ấn vào là được thế này. Đấy, rất tiện lợi. Các bác mà đi du lịch mà muốn xách theo em này thì quá ok luôn. Giá chỉ có là 980.000 với một bộ như thế này thôi. Đầu bếp thì nó có rất nhiều chế độ này, 0 độ này, 15 độ này. Các bác xoay các bác nhá. Ở phía đầu này thì các bác xoay để chỉnh cái độ
ra các bác này. Đấy. Rất tiện lợi, giá chỉ có là 980.000 thôi các bác nha. Khoan pin 10 ly Makita cô bác anh chị mình. Đây là hộp của nó này cô bác anh chị mình nhá. Đi kèm theo bộ là sẽ có là hai pin, một sạc và một thân máy này, kèm theo phụ kiện đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đi kèm này sẽ có 6 cái mũi khoan, khoan sắt và khoan gỗ. Và có thêm 6 cái đầu bắn vít và các đầu tip này từ bé cho đến lớn này, đấy, đến tận số 12 luôn. Và đặc biệt là có sẽ kèm theo một sợi dây lắc léo cho cô bác anh chị mình khi các bác muốn khoan hay là bắn vít trong ngõ ngách các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu máy cho cô bác anh chị mình xem. Đấy, khoan pin Makita 3 chế độ khoan bắn vít và búa, 25 cấp độ trượt, 2 chế độ mảnh nhảy nằm ở trên lưng. Đấy, có mực nước để mình lúc mình khoan để cho nó tâm nó thẳng ấy. Đấy. Đi kèm là sẽ có hai pin 5 cell của bác anh chị mình nhé. Có chế độ kiểm tra dung lượng pin nó nằm ở trên thân máy luôn. Dòng này thì hỗ trợ phân tường các bác nhé. Giá chỉ có là 450.000. Bác nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ vào số điện thoại trên em ghim trên màn hình của bác anh chị mình. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô máy mài Deathmark hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, hàng này thì có điều tốc sau đuôi luôn cô bác anh chị mình. Sử dụng đá một tấc các bác này. Đấy, sử dụng đá một tấc các bác nhá. Đấy, công suất của máy này là 750W, sử dụng đá một tấc, vòng tua là 1.100 này. Đấy, rất ok luôn cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 330.000. Bên em tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt các bác nha. Tặng kèm thêm 5 lưới cắt sắt nữa này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điển các bác nha. Điển các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nha. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nha. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nha. 960.000 thôi. Đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nha. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này, thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy. Cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nhá. 340.000 thổi bụi Hukan các bác này, 340.000. Sau đây thì em sẽ test máy hàn cho cô bác anh chị mình. Đấy, que 2 ly 6 và 3 ly 2 đây cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì em sẽ test que 2 ly 6 trước cô bác anh chị mình nhá. Máy hàn Lincoln này ARC220E giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, em test thực tế cho cô bác anh chị nào mà nhu cầu muốn mua các bác nhá. Đấy, quá khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì các bác hàn que 2 ly 5, 2 ly 6 thì các bác hàn cả ngày cho em. Đấy, còn que 3 ly 2 thì các bác hàn số lượng thôi các bác anh chị mình, 15 đến 20 que một lần thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 680.000. Siêu khỏe. Đây, còn đây là que 3 ly 2 này.
đi kèm sẽ có một cái cò xỉ nữa các bác anh chị mình nhá. Kèm theo một cái cò xỉ như thế này để lúc mà các bác hàn xong lại các bác có thể đánh này. Đấy, đập kia mối hàn ra cô bác anh chị mình nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt này, máy hàn Lincoln này của Đức này, đấy, giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình. 680.000 thôi cô bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình khoan ba chức năng này. Đấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 550.000 thôi. Ba chế độ khoan, khoan búa và búa này. Đấy, giá chỉ có là 550.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Qua tiếp anh chị mình cái lô đá cắt đa năng các bác nhá. Cái này thì mình về cắt sắt, cắt gỗ, cắt đá gì cũng được hết này. Đấy. Quá ok luôn, giá chỉ có là 50.000 một lưỡi thôi. Lưỡi cắt đa năng này. Đấy. Còn bác nào nhu cầu về cắt ống nước thì các bác có thể sử dụng cái kéo cắt ống nước thêm. Kéo cắt ống nước thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn như đây là cái dụng cụ cắt tỉa lông mũi, bên em đang thanh lý với giá là 40.000 các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình, đấy, dây đèn led này, đầu dắt USB, cái này thì các bác nó sẽ nhảy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Đấy, kết nối Bluetooth này, đấy, kết nối qua app của điện thoại này, đấy. Các bác có cả remote điều khiển từ xa luôn. Và dây này thì dài của nó là 10m cô bác anh chị mình. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 90.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn cho cô bác anh chị mình. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy. Đây là tông đôi cắt tóc các bác nhá. Cái này thì kèm nó có 4 cử này. Đấy, lược này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Cho cô bác anh chị mình tiếp này, khay inox để đựng thức ăn này. Đấy, nó có kích cỡ là 10, 12, 14, 16, 18 các bác nhá. Đấy, nó sẽ kích cỡ lớn dần và có nắp đẩy các bác này. Giá chỉ có là 39.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 39.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Máy massage 8 đầu cô bác anh chị mình nhá. Máy massage 8 đầu này thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 260.000 thôi. Các bác có thể massage tay, massage chân, massage lưng, massage cổ, massage đầu thoải mái cho các bác anh chị mình. Có 8 đầu để mình thay thế, giá chỉ có là 260.000 thôi các bác nha, 260.000. Còn như bác nào mà không muốn ra tiệm cắt tóc thì các bác có thể sắm ngay cho em cái bộ tông đơ cắt tóc này. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha, 150.000. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em thanh lý cho các bác anh chị mình một cái lô nồi hoa các bác nha. Đấy, bổ nồi hoa này, tráng men các bác nha. Bổ 3 nồi bên em thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi. Bổ nồi hoa tráng men 140.000 các bác này. Đế chuyển máy cắt thành máy cắt bàn các bác, giá chỉ có là 250.000. Còn bác nào nhu cầu về mua cân tiểu ly các bác nhá. Cân tiểu ly để các bác cân đường, cân muối để ở làm trong nhà bếp này. Giá chỉ có là 80.000 một cái cân tiểu ly thôi. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho các bác anh chỉ mình tiếp này. Khay đựng cốc này. Đấy. Đấy, các bác mà ở nhà úp cốc mà sờ dơ thì các bác có thể sắm ngay cho em cái khay đựng cốc bằng inox các bác nhá. 40.000 một cái khay như thế này thôi các bác nhá, 40.000 một khay. Qua tiếp các bác bơm đạp chân. Đấy, bơm đạp chân một ống này giá là 85.000. Còn bác nào mà nhu cầu mà lấy bơm đạp chân hai ống các bác nhá. Bơm đạp chân hai ống này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, bổ nồi 3 món các bác nhá, của hàng Carmen này. Đây. Hàng Carmen các bác này, đấy, các bác nhìn thấy chắc chắn đẹp đẽ chưa? Đấy, bổ nồi 3 món này thì bên em đang thanh lý với giá là 380.000. Một nồi là 18 sen, nồi này là 18 sen này. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì dung tích của nó là 2.7 lít. Một nồi này là 3.8 sen này. Đấy. Nhà cái nồi này là 3.8 lít. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 cm, còn cái nồi lớn nhất là 22 cm các bác nha. 22 cm 4.7 lít này. Đấy, bộ ba nồi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 380.000. Còn như bác nào nhu cầu cái bộ nồi Carmen loại lớn này, loại nồi này là nồi Angerbet, hàng này là hàng của Đức. Đấy. Bộ này thì bên em đang thanh lý với giá là 750.000. Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món các bác nhá. Sáu món, đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp.
khóa số chữ U các bác nhá. Khóa số chữ U bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là dụng cụ cắt sên này. Sên xe các bác nào mà trùng ấy thì các bác có thể sử dụng cái dụng cụ cắt sên này. Giá cũng chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ cắt sên này giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Búa này, búa cờ mì. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. 65.000 thôi các bác nhá. Đấy, búng mực này. Đấy, búng mực bên em đang thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Búng mực này giá là 50.000. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô khoan 13 ly DW các bác nhá, đầu Autolock. Hàng này thì sẽ có là hai viên pin, một sạc, một thân máy. Motor từ không chuyển than các bác nhá. Đầu 13 ly. Đấy, 20 cấp độ trượt này, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa này, hàng từ này. Không có giá nào rẻ hơn hôm nay nữa các bác nhá. 760.000 các bác nhá. 760.000 này sẽ được hai viên pin 10 cell, một sạc của một thân máy này, motor từ không chuyển than các bác nhá. Nồi tiên không dầu 12 lít có bác anh chị mình. Đấy. Nồi pha men hàng chính hãng các bác nhá. Nồi pha men hàng chính hãng này em thanh lý với giá chỉ có là 620.000 thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, nồi pha men hàng chính hãng cái màu cực kỳ xuất sắc luôn. Nói chung là cái này thì màu ngẫu nhiên thôi có bác anh chị mình, pha men các bác nhá. Công suất là 1.500W này. Đấy, 12 lít này có hai núm chỉnh đây các bác nhá. Cái này chỉnh thời gian, còn cái này là chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi các bác nhá, đây là cái dụng cụ để cô bác anh chị mình muốn di chuyển vật dụng ở trong nhà mình như tivi, như tủ lạnh này, hoặc là tủ lạnh, hoặc là tủ đồ áo quần mà nặng quá thì cô bác anh chị mình có thể dùng cái đòn bẩy này bật lên rồi kê vào, và xong các bác có thể đẩy tủ đi nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, tủ tivi này, đấy, tủ áo quần này, hoặc là máy giặt này, tủ lạnh này. Đấy, một mình không có thể khiêng được thì các bác có thể di chuyển bằng cái này. Cái này thì nó sẽ có bốn cái máy xe như thế này, rất ok luôn, và mình có thể kéo đi cho em nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 một bộ như thế này thôi. Giá cực kỳ bèo luôn đây các bác nhá, 90.000 thôi. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về bình 8 lít và bình 10 lít đựng nước các bác nhá. Bình này thì bình giữ nhiệt, cái này thì bác nào mà gia đình mà đông người ấy, hoặc là các bác làm hàng quán gì thì sắm ngay một cái bình như thế này. Bình 8 lít thì bên em đang treo với giá là 220.000. Còn nếu như bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 của bác anh chị mình nhá. 8 lít là 220, còn là 10 lít thì sẽ là 250. Có vòi để mình xả nước ra này. Cái này là giữ nhiệt của bác anh chị mình. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái lô rắc hơi các bác nhá, về rất nhiều luôn. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi. Cái này thì nó sẽ có kích cỡ từ bé cho đến lớn như thế này luôn các bác này, rất dễ sử dụng cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, ok chưa? Nào nhu cầu về máy hàn rẻ này thì chuyên hàn quê 2.6 thì các bác có thể sử dụng cái dòng MMA 200 Vortex các bác nhá. Dây hàn, kìm hàn, kẹp mắt cũng đầy đủ cho em luôn các bác này. Này, ok chưa? Và giá thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 650.000 thôi các bác nhá. 650.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi. Đấy, MMA 200. À, giá là 650.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên, hàng của Nhật Bản nhá. Rồi, em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, một cái lô máy xay thịt, xay cá 2 lít các bác nhá, kitchen nhá các bác nhá. Xay thịt, xay cá này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về máy xay thịt này, đấy, thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. Dung tích là của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, ok chưa ạ? Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá, màu các bác nhá. Cái này thì là 150 chi tiết, thì bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, màu sáp này, màu chì này, màu lông này, đấy, đầy đủ hết này. Đấy, có kéo luôn, có tẩy luôn các bác nhá. Đấy, đầy đủ như thế này, thước hút chì này. Đấy, đầy đủ như thế này, các bác mua về tặng con cháu mình nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. 80.000 thôi các bác nhá. 150 chi tiết. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, máy sấy tóc Nova các bác nhá. Cái này thì các bác có thể mua về cho các con mình ở nhà sấy tóc này. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Hoặc là các bác có thể đưa đi du lịch picnic khắp nơi cho em, bỏ trong vali là cực kỳ tiện các bác nhá. Giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. 35.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, dao cổ râu này, này
cầu râu các bác nhá. Máy cầu râu này thì đợt này em đang thanh lý thì giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác muốn tỉa râu thì ấn nút một bên này. Đấy. Tỉa râu này, còn nếu như muốn cào mịn thì các bác bật cái chế độ này lên cho em. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Cái này thì mình hết pin thì mình sạc điện cho em này. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình phích nước 3 lít các bác nhá. Cái này thì các bác cắm điện, các bác để trên bàn bàn uống nước này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Phích nước 3 lít Cuckoo của Hàn Quốc này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi các bác nhá. 180.000 này, cái này thì dung tích là 3 lít này. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, bộ làm nail làm móng các bác nhá. Đấy, giá trị 70.000 một bộ mà đầy đủ phụ kiện luôn các bác nhá. 70.000 một bộ này các bác mua về cho chị em hoặc là vợ con mình xài nhá. Đấy, quá ok luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình kilo súng bắn đinh ti các bác nhá. Đấy. Súng bắn đinh ti này. Cái này thì kèm theo kính này, một lọ nhớt nữa. Súng bắn đinh ti bên em đang bán với giá là chỉ có là 480.000 các bác nhá. 480.000 này, bác nào nhu cầu mà bắn lan hàm trần thạch cao hoặc là muốn bắn một cái đinh gì nó cho chắc chắn thì các bác sử dụng súng bắn đinh ti này cho em. Giá chỉ có là 480.000 thôi các bác nhá. Chỉ mình cái lô khoan pin 10 ly Hitachi, 3 chế độ khoan bắn vít và búa và 25 cấp độ trượt và 2 chế độ nằm mảnh nhẹ nằm ở trên lưng như thế này. Đấy, bộ 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Đấy, cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có là 550.000 thôi. Đi kèm là sẽ có là phụ kiện này, đầu típ này, đấy, dây lắt léo này, đầu vít này, mũi khoan này. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá, giá là 550.000. Tiếp theo em nhân qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô pin rep này. Này, bác nào ở nhà mà đã có cái pin rep này ấy thì sử dụng máy rep ấy thì các bác có thể sử dụng cái pin này cho em. Đấy, đợt này em thanh lý với giá là 270.000 cô bác anh chị mình nhá. Đấy, cái này thì bình thường là phải 400-500.000. Đấy, nhưng mà đợt này em đặt số lượng lớn nên là cô bác nào có nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. 270.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn đây là chân pin của pin 5 cell. Đấy, pin 5 cell của bác anh chị mình nhá. Có tầm 4-5 viên gì đấy. Đấy, bên em nhiên thanh lý với giá là 120.000 một viên này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. 120.000 một viên này. Rồi, tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, pin 15 cell các bác nhá. Pin 15 cell thì bên em nhiên thanh lý với giá là 350.000. Đấy, 350.000 thôi cô bác anh chị mình, pin 15 cell. Và đây là máy mài này. Đấy, thân máy mài các bác nhá. Đấy. Thân máy mài thì em nhiên thanh lý với giá chỉ có là 500.000 một thân các bác nhá. Thân máy mài một tấc này giá là 500.000 một tấc. Đó, chân pin là chân pin phổ thông. Đấy, bác nào nhu cầu chốt liên hệ ngay cho em nhé. Chân pin phổ thông này, đấy, giá là 500.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô mỏ led 12 inch bảy các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu chất lượng luôn cô bác anh chị mình. Đây có cái bọc nắm luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy. Cái này là 12 inch, hồi xưa em bán là 300.000 nhưng mà bây giờ thanh lý với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. 95.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, lưỡi cắt Makita 1 tấc 85 các bác nha, của Nhật Bản các bác nha. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đấy, dầu nóng này, dầu nóng của Hàn Quốc các bác nha. Giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy. 110.000 thôi cô bác anh chị mình. Tiếp cho cô bác anh chị mình bơm đôi đỏ các bác nha, có đồng hồ hiển thị này, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nha. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái lô đồng hồ ampe kim các bác nha. Đấy, có đồng hồ hiển thị luôn cô bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ luôn, đợt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nha. 130.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhu cầu chốt đồng hồ ampe kim này thì liên hệ ngay cho em nhé.
qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng bu lông Bosun hàng chính hãng cô bác anh chị mình nhá. Đấy, rất ngon này. Đấy, cái này thì công suất của nó là lực của nó là 550 newton này. Đấy. Đầu đặt các bác nha, bộ sẽ đi kèm là sẽ có là hai pin 10 cell các bác nha, và sẽ một sạc bàn như thế này. Đấy, ok chưa? Đấy, đây là có các chế độ mảnh nhẹ này. Đấy, nhẹ nhất này. Chế độ mảnh cực kỳ luôn này. Đấy. Chế độ ba chế độ mảnh nhẹ này. Giá chỉ có là 1.499.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 1.499.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình khoan 10 ly đích tôn cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì model của máy là DKID550. Đấy. Đấy, máy chạy rất ngon luôn, đầu 10 ly các bác này. Đấy, đầu 10 ly này. Hàng đích tôn, hàng chính hãng các bác nhá. Bên em đang bán với giá là 450.000, có điều tốc ngay chân cò này, có đảo chiều đây luôn cô bác anh chị mình nhá. 450.000 này. Gia đình hay đi chiến công trình thì không phải chê nữa rồi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi. Cho em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Pin 10 cell chân pin phổ thông các bác nhá. Em ôm lô số lượng lớn cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Giá chỉ có là 190.000 thôi cô bác anh chị mình. Pin này là pin 10 cell các bác nhá. Pin 10 cell này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn. Cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng tiết rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này, hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc, bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá, cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa? Gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình. Sạc điện là sạc điện 220V. Đấy, đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 160.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, đèn tường các bác này. Đấy, cái này thì các bác ốp cổng này. Đấy, cái này thì sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Ban ngày thì nó sẽ hấp thụ năng lượng và ban đêm là nó sẽ tự phát sáng. Và đặc biệt là mình có thêm mắt thần để khi người đi ngang qua là nó sẽ tự sáng các bác nhá. Ban ngày nó sẽ tắt như thế này. Đấy, nhưng mà đến ban đêm là nó sẽ tự phát sáng này. Cái này thì các bác có thể ốp vào bờ tường cho em này. Đấy, ngay cổng hoặc là các hành lang đi lại này, ở đâu có tiếp xúc ánh nắng mặt trời là được này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 85.000 cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, chảo lòng sâu này, có cán cầm bằng gỗ các bác này. Cái này thì các bác chiên cơm này hoặc là các bác nấu thức ăn cực kỳ tiện, xào nấu gì cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Đấy, chiều rộng của cái này thì tầm 32-33 cm gì đấy. Đấy, giá chỉ có là 85.000 một cái chảo lòng sâu như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. Này này. Đấy, các bác nào mà đang dùng máy khoan hoặc là máy mài này, này đang còn có nhu cầu thay than này, thì bên em ngày hôm nay sẽ cung cấp than cho cô bác anh chị mình. Và than bên em thì nó nhiều kích cỡ khác nhau, nên là bác nào mà nhu cầu ấy thì cứ liên hệ cho em nhé. Đấy, thì cái này thì hàng Thái Lan nên là hàng rất xịn sò luôn. Và em sẽ xả rẻ cho cô bác anh chị mình. Như bình thường mà cô bác anh chị mình mà đi ra ngoài mua than ấy thì nó cũng phải là 15.000, 20.000 một cặp như thế này. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì bên em sẽ xả rẻ cho cô bác anh chị mình. Với 4 cặp than như thế này thì em nhiên thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 15.000 thôi các bác nhá. Cái này thì các bác mua về bán lại cũng quá lời luôn, mà các bác mua về sử dụng thì không phải nói rồi. Đấy, mua về bán lại thì cực kỳ lời luôn các bác nhá. Đấy, 15.000 mà 4 cái cặp than như thế này. Đấy, một bộ như thế này là có 4 cặp các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em này. Thì bên em có 4 mã này, có 4 mã này. Đấy, 5 x 8 x 15 này, còn một mã nữa là CB411 này, còn một mã nữa là CB51 này. Đấy, còn cái mã này là CB303 các bác nhá. Đấy, than lớn than bé gì đều có hết này. Đấy, các bác về thay máy mài máy khoan gì đều cũng được hết các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 15.000 4 cặp như thế này thôi các bác nhá. 15.000 4 cặp này. Đấy, rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Này, bác nào có nhu cầu này, đồ lắp ráp công viên khối xây dựng cho trẻ em này. Này, cái này thì có tận 520 chi tiết.
các bác mua về tặng con cái mình các bác nhá, mua về tặng con cái mình này. Đây, để nói chung là hạn chế được cái điện thoại từng nào thì hay từng đấy. Nói chung là cái này thì nó sẽ phát triển tư duy cho con mình đấy. Giá chỉ có là 110.000 một bộ thôi, trong này là có tận 520 chi tiết. Các bác mua về tặng con cái mình các bác nhá. Đấy. Rồi đặc biệt ngày hôm nay em Nhiên về cái lô kìm chết các bác nhá. Đấy, lô kìm chết này thì em sẽ xả rẻ cho, vì nó bị rỉ rét, có nhiều cái nó bị rỉ rét nhỏ nhỏ lên góc rồi các bác nhá. Rỉ rét nhỏ nhỏ lên góc này thì bên em sẽ xả lỗ cho các bác anh chị mình với giá chỉ có là 25.000 một cái kìm chết như thế này thôi các bác nhá. Đấy, kìm bấm chết này giá chỉ có là 25.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bên em sẽ xả rẻ cho các bác anh chị mình, số lượng có hạn này. Đấy, nên là bác nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết luôn đấy các bác nhá. Rồi qua tiếp này. Đây, cái này là cái gắp thức ăn các bác nhá. Đấy, gắp thức ăn này. Cái này là gắp mà lúc mà các bác hấp đồ, nấu đồ trong trong nồi ấy mà nóng quá các bác không thể cầm được ra thì các bác sắm ngay cho em cái gắp này, gắp chén, gắp bát này. Đấy, ở trong trong nồi ra các bác nhá. Đấy, và cái gắp này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 20.000 một gắp thôi cô bác anh chị mình nhá. 20.000 một cái thôi, đấy, quá rẻ luôn. Còn qua tiếp này, đây là kéo Nhật này, kéo Nhật kéo nhà bếp các bác nhá. Kéo Nhật kéo nhà bếp này. Này, giá chỉ có là 35.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. 35.000 một cái thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ các bác này. Đấy, rồi tiếp theo này. Đây, cuốc này, cuốc đi du lịch này. Đây, cuốc xẻng luôn các bác nhá. Cái này thì các bác bật lên là làm xẻng mà gập xuống là làm cuốc như thế này này. Có đồ khui bia luôn này, đấy, có cưa này, đấy. Các bác bật lên thì các bác làm xẻng cho em. Giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. 55.000 thôi các bác nhá. Đấy, các bác bật lên là làm xẻng này, đấy. Cực kỳ tiện lợi. Dùng xong thì các bác bỏ vào trong túi này cho em này. Đấy. Giá là quá ok luôn, 55.000 một cái cuốc xẻng như thế này thôi. Qua tiếp này. Đây, kéo cắt cành của Nhật các bác nhá. Đây. Kéo cắt cành của Nhật này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. 50.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn các bác nhá. Đấy, giá cực kỳ bèo luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị này. Đấy, pin tiểu các bác nhá. Cái này thì về các bác lắp vào điều khiển hoặc là remote điều khiển của điều hòa hoặc là tivi này. Đấy. Và một cái cặp pin tiểu như thế này thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 3.000 một cặp thôi các bác nhá. 3.000 một cặp này. Còn như bác nào mà nhu cầu pin sạc này, đây pin sạc 18650 các bác nhá. Đấy thì giá là 15.000 một viên, thì bên em có bán luôn là cái đầu sạc luôn. Củ sạc các bác nhá. Đấy, củ sạc này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi các bác nhá. 25.000 này. Đấy. Sạc một pin này giá là 25.000 này. Qua tiếp này. Đấy. Mũ khoan các bác nhá, mũ khoan đa năng này. Đấy, mũ khoan 6, mũ khoan 8 này. Một mũi như thế này thì em Nhiên đang thanh lý với giá là 15.000 một mũi các bác nhá. 15.000 một mũi này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. LED 7 màu và LED 1 màu này các bác này. Bác nào mà nhu cầu màu xanh thì các bác lấy màu xanh, màu vàng thì các bác lấy màu vàng nhá. Còn nếu như bác nào mà lấy 7 màu thì các bác lấy 7 màu nhá. Giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình. LED này thì đèn nháy này thì dài 100m cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Chảo tổ ong nhá. Lòng cạn các bác nhá. Đấy, lòng của nó thì tầm 5cm thôi. Đấy, chiều ngang của nó là tầm 28cm. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi. 140.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Tháp này. Đấy. Bên em ngày hôm nay em về một cái bộ này siêu chất siêu lì luôn cô cho cô bác anh chị mình. Đấy, mũi khoan này. Đấy, mũi khoan tháp này. Cái này thì có 3 mũi khoan tháp và đấy, và thêm 3 mũi khoan thẳng như thế này nữa các bác nhá. Đấy, rất xịn sò luôn. Mà giá em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 100.000 một bộ như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. 100.000 một bộ thôi, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô dây dù các bác nhá. Đây, dây dù này thì giá chỉ có là 10.000 một cuộn thôi. 10.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, quá rẻ các bác nha. Đấy, bác nào chốt liên hệ ngay cho em. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đây, thuốc chuột các bác nha. Đấy, cái này là thuốc chuột của Thái Lan. Đấy, chuột ăn vào thì nó sẽ tự động chết cho cô bác anh chị mình. Đấy, nó sẽ tìm nơi thoáng mát chứ nó không sẽ tìm ngóc ngách để chết đâu, nên các bác cứ yên tâm là nó sẽ không bị chết trong nhà đâu các bác nhá. Đấy, và một hộp thuốc chuột này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 một hộp các bác nhá. Đấy,
Còn như bác nào mà nhu cầu 7 chuột này, 7 chuột các bác nha, 7 chuột thông minh nhá, giá chỉ có là 15.000 thôi các bác nha. Đấy, 7 chuột thông minh này giá là 15.000 này. Còn như bác nào ở nhà mình bị ruồi nhiều thì các bác có thể mua miếng dán này, để cho ruồi nó bay vào nó sẽ bị dính vào các bác nhá. Rẻ cực kỳ luôn cô bác anh chị mình ơi. Đấy, 10.000 một tệp như thế này, và một tệp như thế này sẽ có 10 miếng cho cô bác anh chị mình thoải mái sử dụng các bác nhá. Một tệp như thế này là có 10 miếng ở phía trong. Đấy, bác nào nhu cầu mà dính ruồi các bác có thể mua cho em loại này cho cô bác về mình xài này. Đấy, quá tiện các bác nhá. Đấy, rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào nhu cầu này RB7 này thì bên em có hai dòng các bác nhá, một dòng bé và một dòng lớn này. RB7 dòng bé này, đấy, giá là 30.000 một lọ các bác nhá. 30.000 một lọ này. Còn nếu như các bác nào mà lấy dòng lớn này, đây, dòng lớn đây các bác nhá, 498ml này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Gấp đôi mà giá thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, lượng gấp đôi mà giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn đây là lò xịt chống thấm các bác nhá. Đấy, bác nào đang còn chờ xịt chống thấm thì các bác có thể đặt ở bên em này, giá chỉ có là 30.000 thôi. Đấy, ngoài xịt chống thấm ra thì bên em còn có băng keo chống dột luôn cô bác anh chị mình. Đấy, băng keo chống dột các bác nhá. Cái này thì bản 5cm thì bên em đang thanh lý với giá là 20.000. Còn như bác nào mà lấy cái bản 10cm thì bên em thanh lý với giá là 50.000 cô bác anh chị mình. Đấy, giá là cực kỳ rẻ cho cô bác anh chị mình rồi nhá. Đấy, tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đấy, cái này là dụng cụ lấy cắt tỉa lông mùi này. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 40.000 thôi, cắt tỉa lông mùi này. Còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến này, đuôi đèn này thì cô bác anh chị nào mà có người già và trẻ nhỏ buổi tối hay đi vệ sinh này thì các bác có thể lắp ngay ở cửa nhà này, cửa buồng này, hoặc là cửa nhà vệ sinh cho em, hoặc hành lang đi lại. Đấy, người đi đến đâu thì đèn nó sẽ đỏ đến đấy. Đấy, và người đi qua thì nó sẽ tự động tắt cho cô bác anh chị mình. Đấy, và em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 60.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đây, băng keo dán điện nha các bác nhá. Hàng xịn, hàng tốt luôn cô bác anh chị mình. Đấy, hàng công ty luôn cô bác anh chị mình nhá. Giá chỉ có là 5.000 một cuộn thôi, băng keo điện này, giá chỉ có là 5.000 một cuộn này. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, đèn nháy đây, để phục vụ Noel, phục vụ Tết này, bên em về rất nhiều luôn. Đấy, nhưng mà để đấy lát nữa em sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì bên em sẽ qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bộ ấm trà các bác nhá. Bộ này thì đi kèm là sẽ có 6 tách trà. Đấy, và đồ đựng trà đây cô bác anh chị mình. Đấy, và đây là ấm này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 140.000. Các bác có thể mua về làm quà tặng hoặc là các bác xài cũng ok lắm các bác nhá. Đấy, cái hộp này các bác này. Đấy, các bác làm quà tặng là quá xịn sò luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, đèn. Đấy, đấy, đèn này thì trang trí sân vườn cho em các bác nhá. Đấy, đèn trang trí sân vườn cho em này. Đấy, cái này thì các bác có thể đi chơi picnic cho em nhá. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Đèn bảo các bác nhá. Đèn bảo đây các bác này. Đấy, có chỉnh ánh sáng tối sáng cho cô bác anh chị mình. 120.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ này. Đấy, còn đây là dây đèn led 10m các bác nhá. Dây đèn led 10m các bác có thể kết nối USB này, nó sẽ nhấp nháy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Kết nối điện thoại này. Đấy, đầu dắt là đầu dắt USB này, các bác có điều khiển remote từ xa luôn. Và mình có thể là kết nối qua điện thoại cho các bác luôn nhá. Kết nối Bluetooth này. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, em sẽ bấm này. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhỉ. Đấy, các bác muốn nhanh chậm gì thì các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đẹp lung linh. Cái này dây của nó là tần 10m các bác nhá. Em để chế độ auto này. Đấy. Đấy, các bác thích chuyển màu gì thì các bác chuyển nhá. Giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 10m các bác nhá, 10m này. Đấy, và một cái cuộn như thế này là 10m các bác kết nối điện thoại cho em nhá. Đó, rất ok luôn. Còn như bác nào mà không thích loại đấy thì các bác có thể sử dụng cái đèn xoay vũ trường này cho em. Đèn xoay vũ trường này thì bên em Nhiên đang bán với giá là 50.000 thôi. Đấy, các bác có thể lắp ở ngay cái cửa nhà hoặc là trong phòng ngủ của mình. Đấy, cực kỳ đẹp các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô bóng đèn nháy này. Đấy, các bác thích màu vàng, màu xanh này hoặc là 7 màu các bác nhá.
màu vàng, màu xanh, 7 màu này. Đấy, quá tiền các bác này, thích nháy thì nháy mà thích rừng thì rừng các bác nhá. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Bên em Nhiên đang thanh lý giá chỉ có là 180.000 và dây led này thì bên em đang dài của nó là 100m các bác nhá. Đấy, 7 màu này, màu vàng này, màu xanh này. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này, bếp ga du lịch các bác nhá. Đấy, bếp ga du lịch thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bếp ga du lịch các bác nhá, 80.000 thôi. Còn đây là bóng đèn này. Đấy, đèn này là đèn ốp tường. Đèn ốp tường, ốp cổng này sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy. Ban ngày thì nó sẽ nộp điện vào, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho các bác anh chị mình. Đấy, các bác che lại để kiểm tra hàng này. Đấy, che lại các bác nhá. Đấy. Giá chỉ có là 85.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 85.000 thôi. Đấy, còn đây là bộ bài vàng. Bộ bài vàng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Bộ bài vàng các bác nhá, giá chỉ có là 35.000 thôi. Quá rẻ này. Tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình cân tiểu ly nhá. Cân tiểu ly thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000. Cái này thì mình cân từ 5kg đổ xuống các bác nhá. Cân từ 5kg đổ xuống này. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, khay đựng thức ăn này. Đây, khay đựng thức ăn này các bác cất trong tủ lạnh các bác nhá. Đấy, cái này thì gồm có 5 cái từ bé cho đến lớn này. Kích cỡ là 16, 18, 20, 22, 24. Và cái kích cỡ ngoài này là lớn nhất này, 24 này. Đấy, và bé nhất thì nó nằm ở phía trong các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. 140.000 thôi. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình ghi bổ. Đấy, bắn vít các bác nhá. Đây, bổ bắn vít này. Đấy, bổ này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi. Cái này thì mình có thể đảo chiều được này, đẩy lên thẳng đứng được này. Đấy. Cái này thì 4,2V. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Khoan này 21V. 21V Deadmax nha các bác nha. Một pin, một sạc và một thân máy và kèm theo phụ kiện. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 300.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. 300.000 một bộ thôi. Đấy, quá rẻ các bác nha. Cái này thì các bác về phân tường các bác nhá. Phân tường này, bắn vít này, bắn tôn này. Đấy, quá tiền luôn. Giá chỉ có là 300.000 thôi các bác anh chị mình. Còn như bác nào mà xài hàng điện này thì bên em có khoan Kimco Naki này của hàng Nhật Bản các bác nhá. Đầu 13 ly và kèm theo phụ kiện. Giá chỉ có là 280.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô máy thổi bụi hút bụi của khu tan hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cái này thì công suất của nó là 750W. Cái này thì nó hai chức năng. Đấy, vừa hút vừa thổi cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác nhá. 200.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn này. Đèn tay cầm đen các bác nhá. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mình kiểm tra được cái dung lượng pin còn hết này. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 75.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình này. Đấy. Chảo tổ ong các bác nhá. Đấy, lòng sâu luôn các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ tầm rớt vào hay mấy ấy, nói chung tầm 30 hoặc 32 gì gì đấy. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy lòng sâu 2 quai này, lòng sâu 2 quai cho các bác nhá. Đấy, tầm 28 cent này thì giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đấy, bác nào nhu cầu về ấm cúc cu các bác nha. Ấm cúc cu này, ấm siêu tốc cúc cu này, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Ấm siêu tốc cúc cu này. Còn như các bác nào nhu cầu phích này, phích của cúc cu này. Đấy. Phích này là dung tích của nó là 3 lít các bác nha. Đấy, các bác cắm để các bác để ngay phòng khách luôn cũng được. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy. Đèn 4 cánh các bác nha. Đấy, đèn 4 cánh này. Cái này thì các bác vừa sạc này, vừa sử dụng được năng lượng mặt trời luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. 75.000 thôi các bác nha. Còn đây là bóng đèn 50W này. Đấy, bên em về một cái lô rất nhiều luôn. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bóng đèn 50W giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy, bóng đèn 50W này. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Còn như bác nào mà nhu cầu về bóng 10W này, đấy, thì giá là 15.000 cô bác anh chị mình nhá. Bóng 10W thì giá chỉ có là
15.000 thôi. Đấy, giá là cực kỳ rẻ các bác nhá. Giá là cực kỳ rẻ luôn. 10W này 15.000 này. Đấy. Ok chưa? Giá cực kỳ rẻ. Đuôi đèn này, đuôi đèn fix này cắm này giá chỉ có 5.000 một cái các bác nhá. Đuôi đèn cắm là 5.000 một cái này. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị máy hút bụi thổi bụi của Nhật Bản các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 180.000 thôi. Sau này là các bác thổi này, đứng trước là các bác hút nhá. Giá chỉ có là 180.000 cô bác anh chị mình. Đấy, tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, thân máy cơ kiếm các bác nhá. Đấy, bên em đang thanh lý với giá là 410.000. Đấy, thân máy cơ kiếm này 410.000. Đấy, còn đây là tưới cây xịt cây 2 lít này, giá là 60.000 các bác nhá. Bơm đạp chân này. Đấy. Bơm đạp chân nhá, 2 ống nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Còn đây là ổ khóa chống cắt chống trộm này, 60mm các bác nhá. Giá là 100.000. Lưỡi cắt đa năng, cắt mọi sắt gỗ đá gì cũng được hết. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Lưỡi cắt đa năng này. Cái này là lưỡi cắt đa năng, còn đây là lam xích tròn, giá chỉ có là 55.000 thôi. Khò ga thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000 cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ hàn chì này, giá là 40.000. Chì hàn cũng là giá là 40.000 cô bác anh chị mình nhá. Rồi cô bác anh chị nào nhu cầu về đá cắt ạ, đá cắt của máy cắt sắt loại lớn các bác nhá. Đấy, 5 lưỡi thì giá chỉ có 165.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 5 lưỡi giá là 165.000 này. Đấy. Còn đây là dao này, dao thái các bác nhá, 55.000 một cái các bác nhá. 55.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Ổ cắm Thái Lan này bên em đang thanh lý với giá là 50.000. Còn đây là fix này, fix kèm chuôi của nó này. Đấy. 2m các bác nhá, 2m dây này, giá chỉ có là 25.000 thôi. Còn đây là dây đổi nguồn này, dây đổi nguồn này thì em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 này. Mài dao ba khe, đấy, giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Mài dao ba khe là 25.000 này. Đấy. Còn đây là mũi vít này giá là 2.000 một cái và đầu tôn này giá là 2.000 một cái các bác nhá. Mũi khoan thì 15.000 một đôi này. Đấy. Mũi khoan này giá là 15.000 một đôi của bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình phun sơn này, deck mắc nhá. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi cô bác anh chị mình. Phun sơn deck mắc này giá chỉ có là 450.000. Rồi tiếp theo em liên qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá. Đây, kềm này, kềm bải vàng này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn đây là kéo cắt cành của Nhật này, bên em Nhiên thanh lý với giá cũng chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, vít hai đầu này, vít tăng hai đầu nhá. Vít tăng hai đầu của bác anh chị mình, các bác có thể đổi chiều sang như thế này cho em. Giá chỉ có là 10.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, đĩa này, đĩa trưng bày hoa quả để cho các bác đi hay đi thờ cúng này, để xếp tầng xếp lớp lên các bác nhá. Giá chỉ có là 75.000 thôi các bác anh chị mình. Đĩa inox này. Đấy. Đĩa inox các bác nhá, giá chỉ có là 75.000 thôi. Đấy, 5 đĩa các bác nhá. 2 4 5 này. Còn đây là cậy kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật Bản, giá là 110.000. Đấy, bóc cơ nâng cơ này. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá là 40.000 này. Búa này, búa cờ mỉ các bác nhá. Búa cờ mỉ thì bên em có hai dòng, dòng ngắn như thế này thì 50.000, còn dòng dài thì bên em đang thanh lý với giá là 65.000. Qua tiếp cho các bác anh chị này, bút lấy dấu này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bút lấy dấu là 50.000. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây. Lam xích các bác nhá. Đấy, bộ hai pin, một sạc và một thân máy này. Giá của em nó là 350.000. Đấy, 350.000 các bác anh chị mình nhá. 350.000 này. Đấy, còn như bác nào nhu cầu về máy rửa xe pin các bác nhá. Rửa xe pin, một sạc và một thân máy. Đấy, pin trong này là pin 5 cell các bác nhá. Pin 5 cell này. Đấy. Một pin, một máy, một sạc này, giá chỉ có là 260.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 260.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, bộ dầu bốc này. Ai bộ dầu bốc thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 một bộ, mà có các bác có tận 5 món các bác nhá. Đấy, bộ dầu bốc này 5 món mà có mà giá chỉ có là 55.000 thôi. Còn ổ mùi này, đây. Bộ mùi khoét này, đấy, giá là 150.000 cô bác anh chị mình nhá. Bộ mùi khoét này giá là 150.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị này. Đây, bên em có cái đèn vừa quạt này. Đây, vừa đèn vừa quạt các bác nhá. Cái này thì sạc được năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đầu này là đèn, đầu này là quạt các bác này. Đấy,
các bác có thể sạc được cả điện thoại luôn, giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy, quạt này, đấy, giá 100.000 các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em nhìn qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này.